Chương 1001, Kiếm Cung, Phong Vân Canh 2 Hỗn động thần dược xuất thế, lập tức gây nên kinh thiên gợn sóng. Ở đây đạo quân nhóm tất cả đều không thể bình tĩnh. Thần dược xuất thế xông lên A Ta, ta Không ít cách gần đó đạo quân nhóm đã mặt mũi tràn đầy hừng hực, không chút do dự liền tiến lên. Hợp đạo là sở hữu đạo quân suốt đời chi tâm nguyện, vì thế, nỗ lực lại lớn đại giới đều có thể tiếp nhận. Cút ngay Lúc này, nương theo lấy kinh thiên tiến quát u Vũ các các chủ xuất lĩnh thủ hạ rất nhiều đạo quân xông lại, đem những cái kia có can đảm nhúng chàm đạo quân nhóm tất cả đều đánh bay, chính mình phi tốt tiếp theo. Oanh. Nhưng mà, một tiếng trung mạnh truyền đến, Bạch Phát Trung niên nhân cũng xuất lĩnh thủ hạ đạo quân nhóm tiến lên, ngăn trở U Vũ các đường đi, đôi bên lập tức bắt đầu kịch liệt giao phong. Cùng phong gào rít giận dữ, thần quan ngập trời, vô tận uy ác ba động cuồn cuộn, tựa như tận thế tai ương, trong khoảnh khắc bao trùm cái này thiên tuyệt địa phương. Các chủ không nên gấp gáp, bằng không thì khả năng sẽ vĩnh viễn ngủ say ở đây. Bạch phát trung niên nhân mặc dù nhìn như ôn tồn lễ độ, nhưng lời nói lành lạnh, chấn động thập phương, để cho người ta có từng đợt ngạt thở cảm giác, hắn trực tiếp bỏ qua thủ hạ, phóng tới u vũ các các chủ. Cái sau vốn có dự định mượn nhờ hai thế lực lớn kịch chiến hỗn loạn tràn cảnh, chính mình đi đầu một bước đi lấy cái kia hỗn độn thần dược, không nghĩ tới bị bạch phát trung niên nhân phát hiện. Không hề nghi ngờ, cái này hai đại nghịch thiên cấp đỉnh phong đạo quân tại chỗ mở ra đại chiến. ầm ầm, thiên tuyệt địa phương phát sinh động đất, vô số dãy núi làm tới lung lay, trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách, cự sơn như hãng hải trung lục bình, không ngừng lay động. Phương xa, cái khác yếu một ít đạo quân yên lặng theo dõi kỳ biến, cái này hai đại cường giả đại chiến, bọn họ có thế không dám ở thời điểm này đi lên tranh đoạt, chỉ có thể chậm đợi cơ hội, thiên tuyệt địa phương chỗ sâu hoàn toàn bị cái này hai cường giả cho các cứ. Không ai từng nghĩ tới, ngay lúc này, từ một bên khác bay tới một đóa thất sắc hoa sen, xung quanh sương mù tốt tươi, một cái anh vĩ thân ảnh xuất hiện, chân đạp thất sắc hoa sen, lấy vô thượng thần hoa bao phủ thiên tuyệt địa phương. Là ngươi. Thất liên đạo quân. U vũ các các chủ hét lớn, sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới ngươi biến bất tức vạn năm tuế nguyệt, hiện tại lại xuất hiện. Bế quan nhiều năm, một mực tìm kiếm hợp đạo thời cơ, đáng tiếc không thể mà vào, bây giờ có thần dược xuất thế, tự nhiên muốn tới nhìn một cái. Thất liên đạo quân nhẹ than thở một tiếng nói. Hắn chính là một gốc thất sắc đạo liên tu thành sinh linh, thuộc về thảo một chi linh, sớm liền đạt tới nghịch thiên cấp đỉnh phong đạo quân cấp độ tại ức vạn năm trước bế quan muốn hợp đạo nhưng một mực không có nắm chắc bây giờ có hỗn độn thần dược xuất thế hắn lúc này xuất quan chạy đến oanh lúc này một cái tay lớn bỗng nhiên từ phía trên mà tướng đem trọn cái thiên tuyệt địa phương đều bao trùm ở phía dưới mãnh lực chọc tới nghĩ muốn đem toàn bộ thiên tuyệt địa phương đều bắt đi sao mà khủng bố ầm ầm thiên tuyệt địa phương tại run rẩy giống như tiếp nhận không được dạng này sức mạnh to lớn vết trách tiếng một bước mở rộng khí cơ này ước vạn năm trước cung hoành cực đông địa phương chiến không đạo quân bạch phát trung niên nhân ánh mắt nghiêm một chút cái thứ nhất ra tay một đạo hồng quang đánh xuyên qua thiên địa hướng lên bầu trời trung cự thủ đánh tới bành vô biên sáng chói quan huy quyển thiên sương mù cuồn cuộn giữa thiên địa một mảnh trắng xóa nơi xa sở hữu đạo quân toàn bộ lui lại tuyệt đối không nghĩ tới trừ bạch phát trung niên nhân cùng u vũ các các chủ bên ngoài lại còn có cái khác hai vị nghịch thiên cấp đỉnh phong đạo quân đến đây tham dự lần này thần dược tranh đoạt chiến những này thế hệ trước cường giả đều đi ra. Trên một đỉnh núi, bạch phát nữ tử nhìn qua bị vô biên uy ác bao phủ chiến trường, lẩm bẩm nói. Vô luận là thất liên đạo quân, vẫn là chiến không đạo quân, vậy cũng là thành danh tại ức vạn năm trước cường giả, tại cái này phương viên bên trong, đều là tiếng tâm lừng lẫy. Thiên tuyệt địa phương trên không, chiến đấu đã tiến hành đến trắng nhất nhiệt hóa giai đoạn, tứ phương cũng có thể gọi là đánh ra chân hỏa. Bọn họ một mặt là đối hỗn độn thần dược thật khát vọng, một phương diện khác cũng là tại dự phòng lấy cái gì, cho nên nóng lòng phân ra thắng bại. Bất quá bọn hắn bốn cái chênh lệch cực nhỏ, lại từng người tự chiến, rất khó trong thời gian ngắn quyết ra thắng bại. Dạng này kéo đi xuống không ổn a. À. Bạch Phát Trung niên nhân thần sắc có chút lo lắng, cực đông địa phương mặc dù khoảng cách 12 cung rất xa xôi, nhưng lại tiếp tục kéo đi xuống, ở trong đó yêu nghiệt đạo quân khẳng định đều muốn đuổi tới. 12 cung thống trị hư pháp đạo vực, vô số năm qua hấp thu đạo quân đều là nhất kinh tài tuyệt diễm, lúc tuổi còn trẻ, Bạch Phát Trung niên nhân đã từng hăng hái, muốn gia nhập 12 cung bên trong. Kết quả hắn đi sau đó mới biết, cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến tích thực lực, ở nơi đó cùng vốn cũng không tính cái gì. Cuối cùng, Bạch Phát Trung Niên nhân nản lòng thoái chí rời đi, sáng lập Bạch Thần Giáo. Mặc dù hắn thanh danh uy hách, nhưng trong lòng hắn, đối 12 cung yêu nghiệt đạo quân thế nhưng là rất kiên kỵ. Mà đổi thành bên ngoài ba cái nghịch thiên cấp đỉnh phong đạo quân hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, cho nên ra tay mới biết kịch liệt như thế. Đông. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ thiên địa cuối cùng truyền đến một tiếng tiếng bước chân vang giống như là cùng phương thế giới này nhịp đập cùng một chỗ rõ ràng truyền vào sở hữu đạo quân trong lòng giờ phút này trời chiều xích hồng vải xuống đầy trời hồng sắc quang mang đem mặt đất bao la đều nhiễm lên một tầng đỏ ửng tại cái kia đại địa cuối cùng một đạo thon dài thân ảnh chính thức bước đi tới hắn người mặt bạch giáp tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn xúc địa thành thốn cái này lập tức hấp dẫn sở hữu đạo quân lực chú ý cũng bao quát cái kia đang tại đại chiến bốn vị nghịch thiên cấp đạo quân bọn họ ánh mắt tất cả đều tụ tập tới, chỉ thấy một cái thanh niên tuấn mỹ, hắn cùng thiên địa tướng hòa vào nhau, không nhiễm một tia bụi bặm, siêu phàm thoát tục, phong thần như ngọc, như thiên tiên hàng thế. Là hắn. Bạch Phát nữ tử phản ứng đầu tiên, thấy rõ cái kia thanh niên tuấn mỹ khuôn mặt phía sau, nàng nhìn không được thấp giọng hô nói. Chỉ bất quá, lúc này thanh niên cùng nàng trước đó nhìn thấy, cho nàng cảm giác hoàn toàn không giống. Miễn cưỡng muốn nói, phía trước muốn càng mờ mịt một chút, mà giờ khắc này muốn phong mang bức người nhiều tại trời chiều bên trong bạch giáp thanh niên chính thức bước đi tới ráng chiều vẫy xuống ở trên người hắn nhiễm lên một tầng thần thánh hào quang tựa như ảo mộng để cho người ta không ai dám nhìn thẳng bạch phát trung niên nhân u vũ các các chủ thất liên đạo quân chiến không đạo quân lúc này đều vô ý thức dừng tay đều con mắt chăm chú nhìn chầm chầm phong vân một loại trực giác nói cho bọn hắn cái này bạch giáp thanh niên tuyệt không đơn giản cho dù chỉ là nhìn lên một cái đều để trên người bọn họ có một loại vô hình áp lực tràn ngập ra người tới là ai Rốt cục, bạch phát trung niên nhân nhịn không được mở miệng nói. Kiếm cung, phong vân. Vẹn vẹn bốn chữ, lại như phong bạo lôi đình giống nhau, quét sạch khắp nơi trận mỗi cái đạo quân trong đầu bổ. Chương 1002, tiếp ta một kiếm, vừa vặn rất tốt. Canh ba. Kiếm cung, phong vân. Bốn chữ vừa ra, ở đây mấy vạn đạo quân trong đầu ầm ầm vừa vỡ, nhao nhao chấn kinh, bao quát bạch phát trung niên nhân đẳng bên trong bốn cái nghịch thiên cấp đỉnh phong đạo quân, cũng đều sắc mặt biến hóa. Tới này sao nhanh sao? bạch phát trung niên nhân nội tâm nhẹ than thở thật sự là sợ cái gì liền đến cái gì hắn vừa mới còn tại trong lòng lo lắng 12 cung yêu nghiệt đạo quân đến đây không nghĩ tới đảo mắt đối phương liền đến bất quá hắn lúc này nghĩ lại kiếm cung đạo quân mọi người đều biết kiếm cung tại 12 cung bên trong xếp tại mặt lưu so sánh cái khác 11 cung thực lực muốn xa xa ở vào hạ phong với lại kiếm cung bây giờ đại diện cung chủ cũng chỉ là đạo quân cũng không phải là vĩnh hằng thiên quân từ trên tổng hợp lại bạch phát trung niên nhân cảm thấy cái này đến từ Kiếm cung Đạo quân, có thể không có mạnh như vậy. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía bên cạnh ba cái nghịch thiên cấp đỉnh phong Đạo quân, cái sau nhóm cũng đều hướng hắn nhìn qua, trong mắt lóe ra dị dạng quang mang, hiển nhiên, bọn họ cũng nghĩ đến cái này. Trên thực tế, không chỉ là bọn họ, còn lại mấy cái bên kia Đạo quân nhóm cũng đều kịp phản ứng. Từng cái trong âm thầm truyền âm nghị luận. Dạ ta một hồi, nguyên lai là đến từ Kiếm cung. Kiếm cung? Cái kia không có chuyện gì. Kiếm cung mặc dù cũng là 12 cung một trong, nhưng những năm này đều càng ngày càng không được, một đời không bằng một đời. Bình thường, bọn họ tông chủ đều tọa hóa, với lại cái này một đời cũng không sao kiếm đạo thiên tài. Nghe nói ra một cái thương vũ kiếm quân, cái khác, đều chẳng ra sao cả. Những này đạo cụ nhóm đều đang đồn âm nghị luận, cho rằng phong vân không biết, nhưng mà cái sau linh hồn lực lượng cường đại cỡ nào, hơi chút cảm ứng liền tận số biết được. Bất quá hắn cũng không có nói cái gì. Xoát. Một bước phóng ra, đạp trên ráng chiều, đi tới gần, nhìn thẳng tứ đại nghịch thiên cấp đỉnh phong đạo quân. Chỉ phun ra một câu, tiếp ta một kiếm bất bại, hỗn độn thần dược về các ngươi. Thanh âm này không có chút nào che giấu, cho nên ở đây đạo quân nhóm tất cả đều nghe thấy. Bọn họ tất cả đều xôn xao, vừa mới còn tại nghị luận vị này kiếm cung đạo quân như thế nào ra tay, không nghĩ tới vừa đến đã tới này sao kính bạo. Đón hắn một kiếm bất bại, thần dược liền không muốn. Quả thực là dùng nhất bình thản ngữ khí, nói ra kiêu ngạo nhất nói cho dù là một mực bình tĩnh tự nhiên thất liên đạo quân, nghe nói lời này cũng có chút nổi sóng. Thật sự là quá phách lối. Nếu như là bài danh hàng đầu thiên cung yêu nghiệt đạo quân nói ra lời này, bốn người bọn họ còn muốn cân nhắc một chút. Nhưng bất quá là mặt lưu tàn lụi kiếm cung, bọn họ cảm thấy đây cũng quá xem thường bọn họ. Dù sao cũng là tung hoành cực đông địa phương, vi danh hiển hách đại lão, bị như vậy ngạo mạn, chung quy là khó mà tiếp nhận. Ha ha, kiếm cung đạo quân, trừ một cái thương vũ kiếm quân bên ngoài, cái khác, còn có có thể đánh sao? U vũ các các chủ lại bắt đầu âm dương quái khí lên. Còn lại ba vị nghịch thiên cấp đỉnh phong đạo quân sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Phong vân không có mở miệng nói cái gì, tại trời chiều bao phủ bên trong, hắn chỉ có một động tác, cái kia chính là chập ngón tay như kiếm, hướng phía trước vung đi. Ngâm. Một giây sau, một tiếng kiếm minh vang vọng, trong nháy mắt quanh quẩn cửu thiên thập địa. Tiếp theo, tại sở hữu đạo quân kinh hải ánh mắt bên trong, thiên tuyệt địa phương trên không, xuất hiện một đầu kiếm quan trường hà, vô cùng mênh mông, bên trong có vô số kiếm quan bay vút lên, mỗi một đạo đều mang theo tuyệt thế vô cùng phong mang, có thế trảm phá vạn cổ càng khôn, cổ kim tương lai. Trường Hà chưa rơi, nhưng này vô cùng vô tận uy áp lại dẫn đầu trút xuống xuống tới. Phụ cận sở hữu đạo quân đều đổ rạp xuống dưới, không có nhận công kích, nhưng lại không chịu nổi trên trời uy áp, phản phất thiên địa đều hủy diệt. Mà đứng mũi chịu sào bốn vị nghịch thiên cấp đỉnh phong đạo quân, thì toàn thân đều tại phát trung, thời gian đối với bọn hắn tới nói giống như là đình chỉ một dạng, không cách nào tưởng tượng áp lực rơi trên người bọn hắn. Đừng nói ra tay, bọn họ hiện tại liền động đều không thể động đậy. Một đôi sắc bén đến cực hạn con mắt quét trên người bọn hắn, để bọn hắn cơ thể muốn nứt, tự như sau một khắc liền muốn giải thể giống như. Còn muốn tiếp tục không? Không có nửa điểm tình cảm thanh âm truyền đến, rơi vào bốn vị nghịch thiên cấp đỉnh phong đạo quân trong tai, phản phất là tử thần chung kết âm thanh. Không, không. U vũ các các chủ cái thứ nhất mở miệng, hắn phản phất dùng hết trên thân sở hữu sức lực mới phun ra một câu nói kia đến hắn thật cảm giác mình muốn chết mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía phong vân ánh mắt như nhìn thiên ma quá mức khủng bố còn lại ba cái mặc dù không có thất thố như vậy nhưng cũng không khá hơn chút nào ông một giây sau cái kia đầy trời kiếm quan trường hà biến mất phản phất cái gì cũng không có xuất hiện giống như hết thảy khôi phục bình thường ở đây sở hữu đạo quân đều cảm giác trên thân áp lực buông lỏng giống như là một lần nữa sống tới một dạng lệ nóng doanh trồng có trời mới biết bọn họ vừa mới kinh lịch cái gì, như cùng ở tại quỷ môn quan đi một lần một dạng. Bọn họ lúc này cũng không dám lại khinh thị phong vân, từng cái nhìn qua cái sau thân ảnh, tràn ngập kinh hải cùng kính sợ. Cái này, đây chính là 12 cung yêu nghiệt đạo quân thực lực sao. Trên đỉnh núi, bạch phát nữ tử thất thần lẩm bẩm nói, trên lệch này, thật sự là quá khổng lồ. Một cái đạo quân, còn có thể cường thành dạng này, cỡ nào khủng bố. Trên bầu trời, bạch phát trung niên nhân, u vũ các các chủ, thất liên đạo quân, chiến không đạo quân, lúc này cũng đều khôi phục lại, bọn họ từng cái nhìn về phía phong vân ánh mắt, cũng đều mang theo kinh ngạc cùng kính sợ. Đối phương một kiếm kia nếu là rơi xuống, bọn họ tự nhận vì hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không có khả năng ngăn cản được. Đó là bọn họ đời này gặp qua, đáng sợ nhất kiếm đạo, đơn giản vượt qua bọn họ tưởng tượng. Vị này phong vân đạo quân, chỉ sợ tại 12 cung bên trong, cũng là thuộc về cực kỳ yêu nghiệt một nhóm kia. Bạch phát trung niên nhân thân vì đỉnh phong đạo quân, tự nhiên sẽ hiểu, so những tu giả khác phải nhiều hơn. Với lại, hắn cũng đã gặp qua không ít đến từ 12 cung đạo quân nhóm, những cái kia đạo quân mặc dù cũng rất mạnh, nhưng cùng trước mắt phong vân so sánh, liền có chênh lệch rất lớn. Đối phương tùy ý một kiếm liền trấn áp ở đây sở hữu đạo quân, bực này sức mạnh to lớn, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Lui ra đi. Lúc này, phong vân nhẹ nhàng mở miệng. Bạch phát trung niên nhân, thất liên đạo quân, u vũ các các chủ, chiến không đạo quân không dám có chút phản đối chi ý, cả đám đều thối lui đến một bên. Lập tức, trên bầu trời cũng chỉ còn lại có phong vân một thân một mình. Chỉ thấy cái sau khẽ ngoắt một cái, cái kia một gốc như như mặt trời hừng hực hỗn độn thần dược hướng hắn bay tới. Tới gần sau đó, mới nhìn rõ ràng gốc này thần dược cụ thể bộ dáng. Chỉ thấy nó có ba thước độ cao, sinh ra cửu diệp, mỗi một lá nhan sắc không giống nhau, có hồng, có lam, có bạch, có kim. Đạo vận tự sinh, huyền diệu vô tận. Chương 1003, yêu nghiệt trung yêu nghiệt. Canh một thiên tuyệt địa phương trên không phong vân đưa tay đem cái này gốc hỗn độn thần dược thu nhập trữ vật giới chỉ bên trong sau đó hắn nhìn cũng không nhìn bên cạnh tứ đại nghịch thiên cấp đỉnh phong đạo quân một bước đi ra biến mất không còn tâm tích từ đầu đến cuối phong vân đều là một loại mây trôi nước chảy trạng thái nhìn xem phong vân đi xa phương hướng bốn vị nghịch thiên cấp đỉnh phong đạo quân đều là trùng điệp thở một ngụm khí vừa mới kia một trong nháy mắt bọn họ thật sự cảm nhận được cảm giác tử vong phong vân một kiếm kia rơi xuống bọn họ tất nhiên thân tử đạo tiêu mà cái này cũng làm cho nguyên bản có chút bành trướng u vũ các các chủ nội tâm hồi hộp, nhìn không được lẩm bẩm nói, 12 cung đạo quân đều như vậy cũng bố sao. Chỉ là hạng bếp nhất kiếm cung đạo quân, liền đáng sợ như thế, cái khác thiên cung vẫn phải. So với cái khác ba cái nghịch thiên cấp đỉnh phong đạo quân, u vũ các các chủ rõ ràng muốn tuổi trẻ rất nhiều, đối với 12 cung sự tình hiểu không rõ ràng lắm. Thất liên đạo quân lắc đầu nói, cũng không phải, vị này đến từ kiếm cung phong vân đạo quân. Tất nhiên tại 12 cung bên trong cũng là cực kỳ yêu nghiệt cái kia một loại, thậm chí là yêu nghiệt trung yêu nghiệt, ta từng vân du tứ phương lúc, cùng 12 cung bên trong đao cung một vị đạo quân từng có giao thủ, đối phương còn lâu mới có được như vậy cũng bố. Đúng vậy a, à, 12 cung bên trong yêu nghiệt đạo quân tuy nhiều, nhưng cũng là có phân cấp, giống người ta cái này, đi vào, đoán chừng cũng chính là làm việc lặt vặt cái kia một loại, đi lên còn có tinh anh cấp, thiên kiêu cấp, yêu nghiệt cấp, cùng yêu nghiệt trung yêu nghiệt. Chiến không đạo quân cũng mở miệng nói, mà cái này cuối cùng một ngăn, yêu nghiệt trung yêu nghiệt, cho dù tại 12 cung bên trong, cũng là ít càng thêm ít, bấm tay có thế số. Không sai. Bạch phát trung niên nhân nói tiếp, bởi vậy chúng ta lần này có thể gặp được vị này yêu nghiệt trung yêu nghiệt, phong vân đạo quân, cũng là tỷ lệ cực thấp. Nói đến đây, hắn không khỏi cười khổ một tiếng, cũng không biết là chúng ta vận khí tốt, vẫn là vận khí kém. Ai, tán đi, hỗn độn thần dược đều không có, vẫn là trở về tắm một cái ngủ đi. Lúc này, bốn vị nghịch thiên cấp đỉnh phong đạo quân riêng phần mình rời đi. Giữa bọn hắn cũng không có quá lớn thâm cừu đại hận, trước đó là bởi vì hỗn độn thần dược mới khai chiến, bây giờ thần dược này đều không có, tự nhiên không có động thủ lý do. Phụ thân Bên này, khi Bạch Phát Trung Niên Nhân sau khi trở về, Bạch Y Nữ Tử kia xuất lĩnh Bạch Thần Giáo Đạo Quân nhóm nghênh tới. Trở về đi, lần này thật đúng là để cho ta nói trúng, 12 cung yêu nghiệt vẫn là đến, hơn nữa còn là tối cường một loại kia yêu nghiệt ra tay, căn bản không có chút nào cơ hội, ai? Bạch Phát Trung Niên Nhân khoát tay một cái nói. Bạch Phát Nữ Tử chưa hề nói cái gì, chỉ là nhìn qua phong vân phương hướng trời đi suy nghĩ xuất thần cảm thấy mình sai nếu như trước đó trên đường ta có thế cùng hắn cùng một chỗ đồng hành nói không chừng liền sẽ cùng hiện tại hoàn toàn không giống đáng tiếc trên đời không có nếu như bên này phong vân lấy hỗn độn thần dược phía sau liền chuẩn bị đi kiếm cung đưa tin trên đường hắn một bên đi vào một bên nhìn xem trong gương hình chiếu bên trong chính là cái này lần hội tụ ở trên trời tuyệt núi mấy vạn đạo quân nhóm tất cả đều bị hắn hình chiếu vì thế Phong Vân đặc biệt trì hoãn mấy ngày thời gian mới đuổi tới, nếu không, lấy tốc độ của hắn, đã sớm đến. Lần này tổng cộng thu hoạch 3 vạn cái đạo quân cấp hình chiếu, mặc dù kém xa tại hư chi đảo, nhưng cũng coi là một bút không sai thu nhập. Phong Vân đến bây giờ đã thu thập khoảng chừng 30-40 vạn đạo quân cấp hình chiếu, vô luận là từ hạ phẩm. Mà hắn thu thập nhiều như vậy đạo quân, trừ có thể nhanh chóng tăng lên tu vi cảnh giới cùng thuộc tính thiên phú bên ngoài, đối những thiên phú khác, như là thể chất, linh hồn các loại, thậm chí là kiếm đạo, đao đạo cũng đều rất có ích lợi. Dù sao, những này đạo quân nhóm từng cái cũng coi là thiên phú dị bẩm, cùng một chút yêu nghiệt so đương nhiên không tính cái gì, nhưng nếu là cùng những cái kia đạo quân phía dưới tu giả so sánh, tự nhiên là không phải tầm thường. Cho nên, những này đạo quân nhóm cũng đều có không ít cực kỳ chất lượng tốt thiên phú cùng năng lực, cái gì thể chất, linh hồn, vậy cũng là tiểu case. Mấu chốt là, thời gian, không gian, đều có không ít, những này tăng lên, không chỉ có có thể cho Phong Vân cái này hai đại đặc thù thiên phú tăng lên, đồng thời cũng có thể kéo theo kiếm đạo cùng đao đạo tăng lên, quả thực là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Quay về kiếm cung sau đó, liền muốn cố gắng xoát hình chiếu, tranh thủ sớm ngày đem chung cực đao đạo cùng chung cực kiếm đạo tu tới viên mãn, còn có linh hồn truyền thừa, đúng, cái khác thiên cung truyền thừa cũng thử xoát quét một cái. Phong Vân trong lòng lẩm bẩm. Mà tại hắn vừa nghĩ những chuyện này, một bên đi đường thời điểm, rốt cục tại sau một thời gian ngắn, thành công đến nơi 12 cung đứng trên bầu trời, phong vân đưa mắt nhìn về phương xa. Chỉ thấy tại phía cuối chân trời, trên mây chi đỉnh, ẩn ẩn có 12 tòa cung điện khổng lồ bầy lơ lửng ở nơi đó, chính giữa thì là một cái to lớn trận pháp, trường rà vô cùng, vượt qua tưởng tượng. Rất hiển nhiên, cái kia 12 tòa dãy cung điện chính là 12 cung. Xem ra những khu cung điện này là dựa chung một chỗ, nhưng trên thực tế, cái này 12 cung ở giữa lẫn nhau không gian chồng chất, cách xa nhau có chừng vạn ức năm ánh sáng xa. Vạn ức ở giữa không gian bị áp suất vô hạn tại một chỗ, bực này sức mạnh to lớn, phong vân xem chừng, hoặc là liền là đạo tôn tự mình ra tay, hoặc là liền là có vô thượng không gian đại năng ra tay mới có thể làm đến. Mà hắn, càng tin tưởng là loại trước, dù sao cái này đạo vực liền là hư pháp đạo tôn kiến tạo, 12 cung cũng thế. Đi kiếm cung. Phong vân ánh mắt rơi vào 12 cung cuối cùng vị trí, nơi đó dãy cung điện đều lộ ra một loại ngút trời sắc bén phong mang, hiển nhiên là kiếm cung không thể nghi ngờ. Xoát. Hóa thành một đạo lưu quang, phong vân phi tốc tiếp cận kiếm cung khi hắn tiếp cận trên thân kiếm bài lập tức lên phản ứng tỏa hào quang rực rỡ so sáng muôn phương mà kiếm cung bên trong những cái kia các cao tầng trên thân kiếm bài cũng bắn ra quang mang lập tức đem bọn hắn kinh động hư 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 một giây sau chỉ thấy bốn năm thân ảnh từ kiếm cung bên trong sông ra xuyên vân phá vụ nhanh chóng đi vào phong vân phụ cận dẫn đầu chính là đại diện kiếm cung cung chủ lão nhân đằng sau là tử y kiếm quân bạch y kiếm quân cùng lần thứ nhất thấy lam y kiếm quân cùng xích y kiếm quân bọn họ nhìn thấy Phong Vân phía sau, đều cùng nhau chắp tay hành lễ, trong miệng cung kính nói, gặp qua cung chủ. Không cần như vậy, ta tu vi cảnh giới đều so với các ngươi thấp, một tiếng này cung chủ thật sự là không chịu đựng nổi. Phong Vân khoát tay một cái nói, "Không, lão cung chủ từng nói, chỉ cần thông qua hắn lưu lại chí cao kiếm đạo mà tìm hiểu ra chung cực kiếm đạo, chính là chúng ta kiếm cung tương lai cung chủ." Đại diện cung chủ lão nhân kiên định nói. Chương bốn các ngươi liền là thèm cung chủ đại nhân mặt. canh hai không sai, lão cung chủ di huấn không thể tuân. Bên cạnh tử y kiếm quân cũng mở miệng, với lại, cung chủ ngươi lĩnh ngộ trung cực kiếm đạo, mặc dù ở trên cảnh giới hơi kém tại chúng ta, nhưng phương diện chiến lực, so với chúng ta mạnh hơn, dù sao, ngài thế nhưng là chiến bại bá lan đạo quân. Hay thế hắn thành vì chúng ta hư pháp đạo vực đệ nhất đạo quân. Đúng vậy a à, luận chiến lực, ngài bây giờ tại kiếm cung bên trong là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, người cung chủ này không phải do ngài đến làm, vậy liền không có ai. Không sai, cung chủ ngài tìm hiểu ra trung cực kiếm đạo, một khi thôi động, trong nháy mắt có thế áp chế còn lại không có tìm hiểu ra trung cực kiếm đạo kiếm tu, chúng ta liền là cùng một chỗ liên thủ, sợ là cũng không phải là ngài đối thủ. Còn lại mấy cái kiếm quân cũng đều phụ họa nói. Trung cực kiếm đạo, có thể xưng kiếm đạo bên trong trí tôn, thuộc về trí cao vô thượng cấp độ. Hai vị kiếm tu, một cái tìm hiểu ra trung cực kiếm đạo, một cái khác thì không có, cho dù tại cảnh giới giống nhau tình huống dưới, chiến lực cũng sẽ bị hung hăng áp chế, không có tìm hiểu ra trung cực kiếm đạo một thân thực lực chỉ có thể phát huy một hai thành. Đây chính là kiếm đạo cấp độ thượng tuyệt đối áp chế. Bởi vậy, đối với toàn bộ kiếm cung tới nói, Phong Vân liền là thuộc về loại kia chí cao vô thượng kiếm tu, khiến cái này kiếm quân phản phất nhìn thấy năm đó kiếm lang lão tổ. Được đi. Đối mặt lời nói như thế, Phong Vân cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đồng ý. Dù sao hắn cũng thói quen, những năm này đều là một đường ngồi ở vị trí cao tới, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Với lại làm người cung chủ này còn có thể hưởng thụ không ít vô cùng tốt đãi ngộ suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật không lỗ hơn nữa còn kiếm lời lớn đại diện cung chủ thấy phong vân đáp ứng một mực treo lấy trái tim rốt cục rơi xuống rốt cục đem cái này vị đại lão cấp tồn tại cho mời tiến đến bất quá lập tức đại diện cung chủ lão nhân lại nghĩ tới phong vân tìm hiểu ra chung cực đao đạo sự tình không khỏi mở miệng nói cung chủ đã vào kiếm cung liền không muốn lĩnh hội chung cực đao đạo chí ít tại ngày hợp đạo đạt tới vĩnh hằng thiên quân trước trước không cần lĩnh hội nếu không nói ngày hợp đạo độ khó sẽ hiện lên bạo tạc độ khó tăng lên, đến lúc đó, thất bại tỷ lệ khẳng định cao tới 80% trở lên. Dù sao kiếm đạo cùng đao đạo, từ xưa đến nay hợp đạo liền gian nan rối tinh rối mù, lại thêm là trung cực chi đạo, độ khó lại tăng lên rất nhiều rất nhiều. Đại diện cung chủ lão nhân sợ phong vân hợp trung cực kiếm đạo cùng trung cực đao đạo hai đại trung cực chi đạo lúc thất bại, đến lúc đó thân tử đạo tiêu liền toàn xong. Cho nên, hắn đề nghị phong vân tạm thời chỉ tu trung cực kiếm đạo, cái khác đều tạm thời từ bỏ, chỉ chuyên tinh thông một cái yên tâm, ta tự có chừng mực. Phong Vân gật gật đầu, biểu thị tự mình biết hiểu. Đại diện cung chủ lão nhân nhìn thấy trả lời như vậy, trong lòng biết, cái sau đoán chừng căn bản không nghe lọt tai. Hắn chỉ có thể ở trong lòng than thở khí, kỳ thật đã sớm ngờ tới Phong Vân sẽ trả lời như vậy. Như Phong Vân kinh tài tuyệt diễm như vậy siêu cấp yêu nghiệt, đều có ý nghĩ của mình cùng mục tiêu, đồng thời kiên định không thay đổi, tâm như bàn thạch, không phải cái khác người mấy câu liền có thể khuyên được. Đến lúc đó thực sự không được, chỉ có thể mời đạo tôn đại nhân cưỡng ép can thiệp. Lão nhân trong lòng tự nói, mặc dù làm như vậy là mất thân phận, nhưng thật vất vả kiếm cung mới sinh ra một cái phong vân dạng này hy vọng, sao có thể trơ mắt nhìn xem cái này cái hy vọng chôn vùi. Kiếm cung đã đợi quá lâu, rốt cuộc đã đợi được phong vân, tuyệt đối không cho phép thất bại. Đem trong lòng những ý niệm này thu hồi, lập tức, lão nhân liền dẫn phong vân hướng kiếm cung mà đi. Đám người bọn họ đầu tiên là đi đến một đầu chừng ức vạn trượng rộng con đường, con đường này thẳng tắp vô cùng, nối thẳng phía trước nơi cuối cùng là một tòa to lớn cửa chính trên đó viết hai cái dễ thấy quá chữ kiếm cung cái này kiếm cung hai chữ phong vân chỉ nhìn một chút trong cơ thể trung cực kiếm đạo liền lên phản ứng phản phất cùng đồng tông đồng nguyên vậy mà tự chủ kích phát thấu thể mà ra ngâm một tiếng kiếm ngân vang nứt cửu tiêu cùng lúc đó có kiếm quan bừng bừng phấn chấn sau đó bay thẳng không trung cho dù là chồng chất không gian cũng vô pháp trở ngại nó trong nháy mắt toàn bộ kiếm cung kiếm tu nhóm cũng cảm giác mình trong cơ thể kiếm đạo bị hung hăng áp chế ẩn ẩn truyền ra thần phục chi ý. Dù cho là lão nhân cùng mấy vị kia kiếm quân cũng thế, bọn họ cảm nhận được trong cơ thể mình kiếm đạo gào thét, liền như là bình dân gặp được hoàng đế giống nhau, chênh lệch to lớn, không thể so sánh. Lão nhân cùng tử y kiếm quân, bạch y kiếm quân gặp qua phong vân trung cực kiếm đạo, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mà đổi thành bên ngoài hai cái kiếm quân lại không gặp qua, bởi vậy nhận cực kỳ chấn động mạnh động. Đây chính là, trung cực kiếm đạo sao? Từ khi lão cung chủ rời đi sau đó, đã qua rất nhiều rất nhiều kỷ nguyên, không nghĩ tới rốt cục lại một lần nữa trông thấy chung cực kiếm đạo, chung cực kiếm đạo, đây chính là chung cực kiếm đạo, thật sự là làm cho người kính sợ lực lượng a. Mà trừ bọn họ bên ngoài, cái khác kiếm tu cũng đều từng cái hướng bên này xem ra, nhận ra kiếm quan này là chung cực kiếm đạo, đó là chung cực kiếm đạo, tất nhiên là vân thiên cung chủ đến, đi, chúng ta đi bái kiến vân thiên cung chủ, ta đến, ta cũng tới, thế là. Phong Vân vừa mới bước vào kiếm cung, trước mắt liền xuất hiện một nhóm lớn kiếm tu, từ chúa tể đến chí tôn đều có, từng cái gánh vác thần kiếm, cùng nhau đứng ở nơi đó. Nhìn thấy Phong Vân phía sau, giống nhau trước đó lão nhân bọn họ như vậy, trực tiếp chắp tay cung kính nói, bái kiến cung chủ đại nhân. Tiếng như biển động, trung động chính tầng trời. Phong Vân có chút đưa tay, không cần khách khí, đều đứng lên đi. Trước mắt lít nha lít nhít một nhóm lớn kiếm tu lập tức đều ngẩng đầu lên, từng cái hiếu kỳ lại kính sợ nhìn qua đứng ở nơi đó Phong Vân một chút nữ đệ tử nhịn không được thấp giọng nghị luận, cung chủ đại nhân thật trẻ tuổi a, đúng vậy a, dáng dấp cũng rất đẹp trai, hoàn toàn ở ta thẩm mỹ điểm bên trên, ta cũng cho rằng như vậy. tán thành. ít đến, các ngươi liền là thèm cung chủ đại nhân mặt, các ngươi dưới bắn tung tóe. mà cái kia chút nam đệ tử, thì hoàn toàn là một loại khác phong cách vẽ. nghe nói cung chủ tại hư chi đảo bản thân lực lượng quét ngang sở hữu đạo quân, càng là đánh bại tối cường bá lan đạo quân. không ngừng đâu, ta còn nghe nói cung chủ đại nhân không phải dùng chung cực kiếm đạo đánh bại bá lan đạo quân mà là dùng chung cực đao đạo quá đáng sợ cung chủ đại nhân không chỉ có lĩnh hội trung cực kiếm đạo còn tìm hiểu ra chung cực đao đạo đây là bao nhiêu kinh khủng thiên phú những đệ tử này đều ngầm truyền âm vô cùng náo nhiệt phong vân tự nhiên có thể nghe được bất quá hắn cũng không có cái gọi là dù sao cũng không phải lần đầu tiên đã sớm nhìn quen lắm rồi tốt các ngươi tất cả đi xuống đi chúng ta còn muốn mang cung chủ đi tham quan kiếm cung đều tán a lão nhân lúc này mở miệng nói. Một giây sau, một đám kiếm tu nhóm hướng phong vân được từ biệt lễ sau đó, liền riêng phần mình tản ra. Chương 1005, Tứ Đại Thánh Địa Canh 3 Cung chủ, đi dạo lâu như vậy, chúng ta kiếm cung một chút cơ bản kiến trúc công trình chắc hẳn ngài cũng rõ ràng. Tại kiếm cung một góc, lão nhân này một ít kiếm quân cho phong vân giới thiệu kiếm cung tình huống, không rõ chi tiết, đều nhất nhất nói tới. Kế tiếp, ta cho ngài giới thiệu chúng ta kiếm cung tứ đại thánh địa. Nói qua, lão nhân một nhóm kiếm quân mang theo phong vân bay đến kiếm cung trên không. Lão nhân chỉ vào phía đông phương hướng, nơi đó là một tòa to lớn cổ lâu, chừng ức vạn trượng độ cao, mà tại cổ lâu bên trong, có thể nhìn thấy bên trong có vô số quan đoàn tại chìm nổi. Tại mỗi một cái quan đoàn bên trong, đều là một quyển quyển ngọc giảng. Cái này chỗ thứ nhất, chính là tàn kiếm cát, tên như ý nghĩa, bên trong tất cả đều là các loại kiếm kỹ, chừng mấy ngàn vạn quyển, từ cấp thấp nhất chúa tể cấp kiếm kỹ, đến cao cấp nhất vĩnh hằng cấp kiếm kỹ, bên trong tất cả đều thu nhận sử dụng có. Ân. Ừ. Phong Vân nghe được câu nói sau cùng, ánh mắt sáng lên, vĩnh hằng cấp kiếm kỹ. Chính là, bất quá bên trong chỉ có một môn, chính là lão cung chủ lưu lại, tên vì Thái Hạo Thuấn Sát Kiếm, chỉ có lịch đại tìm hiểu ra trung cực kiếm đạo cung chủ mới có thể tập được. Thái Hạo Thuấn Sát Kiếm sao? Phong Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, xem ra môn này kiếm kỹ là vì vĩnh hằng kiếm quân chuẩn bị, hiện tại hắn hiển nhiên không có đạt tới tu hành tư cách. Sau đó, lão nhân lại chỉ hướng phương nam, chỉ thấy nơi đó là một mảnh sơn lâm, mà tại trong núi rừng ẩn ẩn có một cái sơn cốc tọa lạc, kiếm khí trùng thiên, cuồn cuộn vô cùng. Nơi đó là chúng ta kiếm cung thứ hai Thánh địa, kiếm binh cốc, bên trong tất cả đều là các loại cấp bậc kiếm binh, vô luận là chúa tể cấp kiếm binh, vẫn là đạo khí, bên trong tất cả đều cái gì cần có đều có. Liền đạo khí cấp kiếm binh đều có. Phong Vân thừa nhận chính mình tâm động, hơn nữa còn là đại động đặc biệt động, không hổ là kiếm cung, đạo khí cấp kiếm binh đều có. Tiếp theo, lão nhân dời ánh mắt chỉ hướng phương tây chỉ thấy nơi đó đứng lặng lấy một tòa phản phất là mây mù rèn đúc mà thành kiến trúc cái này kỳ dị kiến trúc tổng cộng có 10 tầng tầng thứ nhất là do vô số bạch sắc mây mù ngưng tụ mà ra tầng thứ hai do thanh sắc mây mù ngưng tụ tầng thứ ba thì là xích sắc mây mù ngưng tụ cứ thế mà suy ra mỗi một tầng đều là do một loại nhan sắc mây mù ngưng tụ tổng cộng có 10 loại nhan sắc hình thành vô cùng to lớn mây mù kiến trúc cung chủ đây là nơi thứ ba thánh địa tên vì kiếm chi bí cảnh bên trong tất dấu đại lượng đang dược kỳ vật chờ một chút hơn nữa còn có đại lượng khôi lỗi kiếm tu, thi triển đủ loại kiếm thuật, chúng ta kiếm cung các đệ tử có thể thường xuyên cùng luận bàn, không cần phải lo lắng thương vong sự tình. Kiếm chi bí cảnh, không sai. Phong Vân nghe vậy, gật gật đầu. Dù sao, kiếm tu, cần có nhất liền là chiến đấu, chỉ có không ngừng chiến đấu, mới có thể đi vào bước phi tốc. Đương nhiên, cái nào đó hắc cũng không cần phiền toái như vậy. Cuối cùng, lão nhân chỉ hướng phía bắc, nhìn xem Phong Vân nói, cung chủ, nơi đó chính là chúng ta kiếm cung thứ tư thánh địa, tên vị kiếm lâm bên trong tất cả đều là chúng ta kiếm cung mỗi một vị kiếm đạo cường giả lưu lại truyền thừa bất luận cái gì kiếm tu đều có thể tiến vào trong đó chỉ có phù hợp điều kiện đều có thể tự trung thu hoạch truyền thừa phong vân nhìn ra xa mà đi có thể rõ ràng trông thấy tại kiếm lâm bên trong đang có từng chui lớn nhỏ không đều hình thái không đồng nhất kiếm binh đứng thẳng lấy mà tại những này kiếm binh bên cạnh lại có không ít kiếm tu đang ngồi xếp bằng lấy đâm chiêu minh cũng xiên khóc lại cười thất thố vô cùng hiển nhiên đây đều là muốn đạt được truyền thừa nhưng không được nhập môn kiếm tu, có ý tứ. Phong vân nhẹ nhàng lộ ra một ngón tay, đầu ngón tay có phong mang lung lay. mà khi phong mang phát tán ra, bao trùm kiếm lâm thời điểm, chỉ thấy bên trong cái kia vô số kiếm binh cùng nhau tranh hót, truyền lại ra vô cùng khát vọng cảm giác, phản phất sau một khắc liền muốn phá địa mà lên, hướng Phong vân bên này bay tới. thấy thế, Phong vân lập tức tán đi đầu ngón tay phong mang, hắn hài lòng gật gật đầu, không sai, đều là rất cốt kiếm đạo truyền thừa lão nhân cùng tử y kiếm quân bọn họ thấy liếu lưỡi, không hổ là trung cực kiếm đạo, cái này vừa tế ra, sở hữu kiếm đạo đều tất cả đều thần phục, cam nguyện phụ thuộc. Cung chủ, không biết cái này tứ đại thánh địa, ngài nghĩ tham quan cái nào? Lão nhân dò hỏi. Liền đi kiếm binh cốc đi, ta muốn nhìn xem kiếm binh. Phong vân không chút do dự nói. Tứ đại thánh địa, đối phong vân tới nói, cũng chỉ có kiếm binh cốc đối với hắn rất hữu dụng, cái khác, hoặc là ngay tại lúc này không đủ tư cách, hoặc là liền là đối với hắn không sao quá đại ban trợ, chúng ta đi thôi. Lúc này, phong vân một đoàn người hóa thành lưu quan, bay về phía kiếm binh cốc. Không bao lâu, bọn họ liền đến. Đứng tại kiếm binh cốc trước, phong vân mắt chỗ nhìn, chỉ thấy trước mắt là một phương to lớn thần trì, sương mù mờ mịt, lượn lờ như khói. Mà tại thần trì bên trong, có thể trông thấy, là một mảnh lít nha lít nhít thần kiếm, tản ra vô biên đáng sợ kiếm khí, mỗi một chui cầm tới vũ trụ thế giới trung đều là tuyệt thế hảo kiếm, tranh đến đầu rơi máu chảy loại kia. Yếu nhất, đều là chúa tể cấp kiếm binh. Mà trong đó tối cường, Phong Vân cảm giác được chính chui, cái này chính chui, hiển nhiên đều là đạo khí cấp kiếm binh. Bất quá nhưng không có vĩnh hằng cấp kiếm binh. Ân. Ừ. Đúng lúc này, Phong Vân ánh mắt bỗng nhiên rơi vào kiếm cốc chỗ sâu, ở bên trong có một cái tế đàn, mà tại tế đàn bên trên, để đó một thanh xem ra một nát cổ xưa trường kiếm. Kiếm này thật sự là quá mức một nát, phía trên vậy mà đều là rỉ sắt loang lỗ, xem ra liền rất thế tục giới loại kia sắc một nát thiết kiếm không có gì khác nhau. Bất quá Phong Vân linh hồn lực sao mà cao có thể lờ mờ cảm giác được, tại cái kia một nát kiếm cũ phía trên, tản ra phi thường đáng sợ kiếm áp, dù cho là cái này kiếm trì bên trong có ngàn vạn thanh thần kiếm kiếm áp tụ lại, đều kém xa tích tắc một thanh này phá kiếm. Mà cái này một thanh phá kiếm, cũng là toàn bộ kiếm binh cốc duy nhất một thanh không tại kiếm trì bên trong kiếm. Kiếm này. Phong Vân nhịn không được mở miệng. Hồi cung chủ, kiếm này nghe nói là đời thứ nhất kiếm cung cung chủ từ bên ngoài đạt được, về sau, hắn sau khi ngã xuống, chui kiếm này liền không còn có bất luận cái gì tu giả có thể thôi động, thế là chui này kiếm cũ vẫn tại chúng ta kiếm binh cốc bên trong để đó lão nhân nói thẳng đến đời trước lão công chủ từng đi tới nơi này ngắn ngủi thôi động chui này kiếm cũ nhưng cuối cùng lão công chủ lại một mặt tiếc nuối rời đi giống như thất bại a à. phong vân nghe xong ánh mắt sáng bóng trong lòng dân lên hứng thú thế là hắn vượt qua kiếm trì đi thẳng tới tế đàn bên trên muốn đi đụng vào chui kiếm này ầm ầm nhưng một giây sau phong vân bỗng nhiên cảm nhận được vô cùng khủng bố kiếm áp bành trướng một cổ chưa hề cảm thụ qua kiếm đạo ý vị bắn ra ra tới. Phong cách cổ xưa, cuồn cuộn mênh mông, xa xăm. Đối mặt nó, phản phất đối mặt không phải một thanh kiếm, mà là một vị có kinh thế kiếm đạo tạo nghệ kinh khủng tồn tại. Chương 1006, Pháp Bảo Chi Linh Canh 1 Trên tế đàn, Phong Vân đối mặt chui này của lão kiếm cũ, giống như là tại quan sát một tôn vĩ đại kiếm tu. Mà khi hắn muốn tiến một bước tiếp cận, kiếm cũ phía trên lại tản mát ra càng vì khổng lồ uy áp, ngăn cản Phong Vân tới gần nhưng mà phong vân thể phách cùng linh hồn lực lượng cường đại cỡ nào, những cái kia khủng bố vi áp rơi ở trên người hắn, căn bản vốn không có thể tạo thành tổn thương chút nào, thậm chí, cuối cùng phong vân trên thân đều truyền ra len ken va chạm kim loại âm thanh, nhưng vẫn không thể ngăn cản hắn bộ phát. Một lát sau, phong vân cưỡng ép đi đến chính giữa tế đàn, đi vào chui này của lão kiếm cũ trước mặt. Vậy mà cưỡng ép đi vào. Không hổ là cung chủ đại nhân. Nơi xa, lão nhân cùng mấy vị kiếm quân thấy cảnh này, thần sắc kinh sợ động, bọn họ mặc dù cũng có thể tới gần, nhưng tuyệt đối không là như vậy vô hại trạng thái với lại cũng không có khả năng giống phong vân dễ dàng như vậy tế đàn bên trên ta không để cho ngươi tới gần ngươi lại còn không biết tiếng thối cưỡng ép tới gần ngay lúc này một đạo lãnh đạm giọng nữ bỗng nhiên tại phong vân trong đầu vang lên mang theo một loại vô biên phong mang cảm giác pháp bảo chi linh phong vân nghe vậy thần sắc chấn động cái này kiếm cũ lại có pháp bảo chi linh cái kia tất nhiên là vĩnh hằng cấp kiếm binh đi lên cấp độ thần binh pháp bảo chi linh là một kiện chí bảo linh hồn hạch tâm chỉ có vĩnh hằng cấp cùng phía trên cấp độ chí bảo mới có thể sinh ra mà như một khi sinh ra liền đại biểu món chí bảo này có được tiến hóa vô hạn tiềm năng đã sống có thể như tu giả một dạng không ngừng tiến dai cho nên mỗi một kiện có được phát bảo chi linh chí bảo đó cũng đều là tuyệt đối trân quý đồ vật nghĩ đến đây phong vân hít sâu một hơi nói phát bảo chi linh ngươi đợi tại cái này thần binh cốc vô tận tuế nguyệt không cảm thấy nhàm chán sao nếu không theo ta cùng đi ra sông sáo, thế nào ngươi chính là kiếm cung tân nhậm cung chủ. Pháp bảo chi linh đạm mạc nói, tuổi còn nhỏ, thế mà lĩnh ngộ chung cực kiếm đạo, cũng không tệ, không, chờ một chút, ngươi còn lĩnh ngộ chung cực đao đạo, còn có 10 hệ thuộc tính toàn mãn. Thanh âm từ vừa mới bắt đầu lạnh nhạt, biến thành hiện tại chấn kinh. Một giây sau, tại phong vân trước mặt, chui này kiếm của phía trên, hiển lộ ra một vị toàn thân bao phủ tại quan mang trung nữ tử, nàng một đôi mắt không ngừng tại phong vân trên thân nhìn xem, mỗi nhìn một phần, trên mặt chấn kinh liền nồng một phần. Tiểu gia hỏa, ngươi thân kim nhiều như vậy đạo, cũng đều là cực kỳ cường đại chi đạo, chẳng lẽ không có ai nói cho ngươi, dạng này hợp đạo hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Mặc dù lấy pháp bảo chi linh còn sống nhiều năm như vậy kinh lịch, đều không có gặp qua như phong vân đáng sợ như vậy đạo quân, vậy mà chỉ trung cực chi đạo liền lĩnh ngộ hai cái, còn có 10 hệ toàn thuộc tính. Cái này nếu là hợp đạo, đơn giản cùng muốn chết không có gì khác nhau. Ta chi đạo, ta tự có chừng mực, vẫn là trở lại vừa rồi cái đề tài kia đi, thế nào, có hứng thú hay không cùng ta cùng đi ra sông sáo bây giờ thế giới thế nhưng là rất khác nhau. Phong Vân tiếp tục mê hoặc nói. Hừ, lịch đại kiếm cung cung chủ đều tới đi tìm ta, nhưng ta đều chướng mắt, cũng liền đời trước cái kia kiếm lan lão tổ có một chút bản sự, đáng tiếc cũng không đủ tư cách, cho dù là các ngươi kiếm cung đời thứ nhất cung chủ, cũng chỉ là có được bộ phận sử dụng ta tư cách. Đến mức ngươi, vẫn là rời đi thôi, ta không có khả năng đi theo một cái đạo quân. Pháp Bảo Chi Linh lạnh lùng nói. Yêu cầu cao như vậy sao? Phong Vân cao mày nói. Đừng nói là đạo quân, coi như là bình thường Vĩnh Hằng Thiên Quân ta đều nhìn không được. Chí ít cũng là loại kia yêu nghiệt cấp Vĩnh Hằng Thiên Quân, ngươi một cái nho nhỏ đạo quân, ta là nhìn ngươi lĩnh ngộ nhiều như vậy đạo, mới khó được hiện thân ở trước mặt ngươi. Phong Vân nghe thẳng lắc đầu, Vĩnh Hằng Thiên Quân cấp kiếm tu, ta nhìn toàn bộ hỗn độn thế giới đều ít càng thêm ít, ngươi muốn tìm tới chủ nhân mới, sợ là rất khó khăn. Hừ, ngươi không có thực lực, căn bản là không có cách phát huy ta toàn bộ lực lượng, coi như để ngươi cầm kiếm, cũng sẽ bị cường đại Vĩnh Hằng Thiên Quân đánh bại dễ dàng trong tay ngươi là lãng phí. Pháp bảo chi linh căn bản không động tâm chút nào. Bất quá nàng cũng không phải là tuyệt đối cự tuyệt, chờ ngươi hợp đạo thành công, ta liền đáp ứng đi theo ngươi. Cho đến lúc đó, phong vân chiến lực tất nhiên đáng sợ vô cùng, dù sao tại đạo quân lúc liền yêu nghiệt như thế, nếu là hợp đạo thành công, không có vẫn lạc, cái kia tất nhiên tại vĩnh hằng thiên quân trung đều là vô địch một dạng tồn tại. Phong vân nghe lại yên lặng. Hợp đạo thành công. Không nói trước hợp đạo độ khó độ cao, chính mình nếu thật có thể lấy bây giờ đạo hợp đạo thành công, hắn đều không cách nào tưởng tượng chính mình chiến lực có thể đạt tới cỡ nào cấp độ. Chỉ sợ đến lúc đó, chui này vĩnh hằng thiên quân cấp kiếm với hắn mà nói cũng có cũng được mà không có cũng không sao. Thật không theo ta đi ra ngoài. Phong vân lại một lần nữa hỏi. Ngươi chỉ là đạo quân mà thôi. Pháp bảo chi linh không có chút nào đồng ý ý tứ. Phong vân nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra cùng bảo vật này vô duyên, lúc này không chút do dự quay người đi xuống tế đàn. Pháp Bảo Chi Linh nhìn xem Phong Vân rời đi bóng lưng, trong mắt lóe lên một vòng quang mang kỳ lạ. Nói thực ra, một tên đạo quân mạnh đến tầng thứ này, xác thực nhường nàng rất là tâm động, tối thiểu nàng chưa thấy qua mạnh như vậy đạo quân, vẫn là một tên kiếm đạo thiên phú trác tuyệt như vậy kiếm quân. Nhưng nàng cuối cùng lại cự tuyệt, một tên đạo quân mạnh hơn, đó cũng là đạo quân, nếu là hợp đạo thất bại, cuối cùng sẽ vẫn lạc, đến lúc đó, nàng lại lại biến thành vô chủ chi binh. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, kết quả là vẫn như cũ là công giả tràng, còn không bằng ngay từ đầu liền cự tuyệt. Bên này, Phong Vân rời đi tế đàn, đi vào kiếm trì bờ. Lão nhân cùng mấy vị kiếm quân lập tức chào đón, quan tâm nói, cung chủ, thế nào? Phong Vân lắc đầu, nói khẽ, bên trong pháp bảo chi linh ghét bỏ ta vẻn vẹn một tên đạo quân, không muốn cùng theo ta. Lão nhân cùng mấy tên kiếm quân an ủi, cung chủ không cần chú ý, lúc trước lão cung chủ cũng không có được kiếm này tán thành, rất bình thường. Không sao, chuyện nhỏ mà thôi. Phong Vân khoát khoát tay, sau đó hắn lấy ra chính mình hắc diệu kiếm đưa cho lão nhân không biết ta kiếm này nhưng có tiếng giai đạo khí cấp kiếm binh tiềm năng lão nhân vội vàng cung kính tiếp nhận cẩn thận xem xét một lần một lát sau hắn gật đầu nói cung chủ kiếm này chính là lấy hắc diệu thạch mẫu thai rèn đúc mà thành chỉ bất quá sử dụng thạch mẫu thai quá ít cho nên cuối cùng mới thành bán thành phẩm thành vì chuẩn đạo khí nếu là lại thêm vào đầy đủ hắc diệu thạch mẫu thai lại lấy chung cực kiếm đạo tẩm bổ trong vòng trăm năm nhất định tiếng giai a à. phong vân ánh mắt sáng lên Xem ra lúc trước cái kia cương linh đại thiên thế giới cao lớn tồn tại quả nhiên không có lừa hắn, cái này hắc diệu kiếm, thật là có tiếng giai đạo khí tiềm năng. Kiếm cung bên trong nhưng có hắc diệu thạch mẫu thai. Phong vân dò hỏi. Có, cung chủ, ta cái này vì ngài mang tới. Nói chuyện là tử y kiếm quân, hắn hướng phong vân ôm quyền sau liền xoay người rời đi kiếm binh cốc. Sau đó, phong vân một đoàn người cũng rời đi nơi này. Chương 1007, kiếm binh tiếng giai. Canh 2. Kiếm cung chủ điện bên trong, công trình hoàng mỹ, cái gì ngộ đạo thất, tu hành phòng, diễn luyện thất, luyện khí thất chờ đều cái gì cần có đều có. Lúc này, Phong Vân ngay tại một gian bên trong phòng luyện khí. Chỉ thấy cái này bên trong phòng luyện khí, có một tòa lại một tòa to lớn vô cùng hỏa sơn, mỗi một ngọn núi lửa miệng, đều dâng lên lấy khủng bố mà nóng bỏng hỏa diễm. Hỏa diễm nhan sắc cũng không hề giống nhau, có xích hồng sắc, có màu xanh đậm, có màu đỏ tía, có thuần bạch sắc, thậm chí còn có tất hắc sắc. Chỉ cần Phong Vân có thể tưởng tượng đến nhan sắc hỏa diễm, nơi này tất cả đều có, với lại nhiệt độ cũng không giống nhau, có cơ bản nhất loại kia hỏa diễm nhiệt độ, cũng có loại kia khủng bố vô biên hỏa diễm nhiệt độ. Liếc nhìn lại, nơi này cùng vốn cũng không phải là luyện khí thất, nói là hỏa diễm thế giới cũng không quá đáng. Chật chật, cung chủ đại điện quả nhiên đại khí, chỉ là một cái luyện khí thất, đều có thể so với đại thiên thế giới quy mô. Phong vân nhịn không được liếu lưỡi, đây cũng quá đặc sao gào a? À. Nên nói không hổ là vô tận hỗn độn chỗ sâu thế lực lớn sao? Mà phong vân hoàn thành vì cái này thế lực lớn cao tầng, một cung chi chủ. Bực này cao vị, cho dù là lúc trước Kim Dương Đao Hoàng, cũng muốn ngưỡng vọng. Phải biết, lúc trước Kim Dương Đao Hoàng thế nhưng là tại vô tận hỗn độn chỗ sâu phấn đấu hồi lâu, mới dốc sức làm ra như thế thành tựu, nhưng phong vân, vừa vào vô tận hỗn độn chỗ sâu, liền thành vì thế lực lớn cao tầng 41 bảy Có đôi khi không thể không nói, nhân sinh gặp gỡ chi huyền bí, như thay đổi bất ngờ khó mà phỏng đoán. Lướt qua những ý niệm này, Phong Vân lập tức chuẩn bị bắt đầu luyện khí, cũng chính là đem chính mình hắc diệu kiếm tiếng dai. May mà ta trước đó tuôn ra mang nhai luyện khí kinh nghiệm bao, đầy đủ để cho ta đem hắc diệu kiếm tiếng dai. Phong Vân lẩm bẩm nói. Mang nhai thân vì đại luyện khí sư, ngâm mình ở con đường luyện khí nhiều năm như vậy, tự thân kinh nghiệm tuyệt đối đủ, chỉ là khổ vì không có tài liệu, cho nên mới không cách nào luyện chế ra đạo khí. Bây giờ, Phong Vân dung hợp mang nhai luyện khí kinh nghiệm, thành vì cùng hắn không khác nhau chút nào luyện khí sư. Cho nên, muốn đem hắc diệu kiếm từ bán thành phẩm luyện chế thành đạo khí, Căn bản không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Phong Vân liền một bước đi ra, đi vào tận cùng bên trong nhất một ngọn núi lửa. Núi lửa này hiện ra dáng tự sắc hỏa diễm, ngút trời như trụ, cách thật xa liền có thể cảm thụ nó khủng bố nhiệt độ. Bất quá Phong Vân thể phách cường hoành, đừng nói đứng tại trước mặt, liền là tại hỏa diễm trung tắm rửa đều lông tóc không tổn hao gì. Thật xin lỗi, thân thể cường liền là như vậy muốn làm sao làm. Lập tức, Phong Vân lấy ra hắc diệu kiếm, cùng trước đó Tử Y kiếm quân cho hắn một chút hắc diệu thạch mẫu thai tổng cộng có 10 vạn 8 ngàn khối, tất cả đều bị phong vân một mạch đầu nhập hỏa diễm bên trong. Hắc diệu kiếm ở bên trái, hắc diệu thạch mẫu thai bên phải, cả hai đều tại trong nháy mắt bị dán tự sắc hỏa diễm bao vây, bắt đầu chậm rãi hòa tan. Đương nhiên, luyện khí cũng không phải là đơn giản như vậy. Tại quá trình này bên trong, phong vân phải không ngừng rót vào chính mình linh hồn lực, đến điều khiển những ngọn lửa này, để bọn chúng đều đều phân bố tại luyện đồ vật bên trên, không thể quá phận bị nóng, cũng không thể bị nóng không đều. Muốn rất nhỏ khống chế mỗi một chỗ, hơn nữa còn muốn lấy tinh thần lực đến loại bỏ những này đèn chế vật bên trong tạp chất, những tạp chất này đều là cực kỳ nhỏ bé, với lại rất phong phú, cần hao phí cực lớn tâm lực. Với lại, nếu có một điểm tạp chất không có loại bỏ ra, luyện khí liền sẽ thất bại, cũng phí hết nhiều tài liệu như vậy, thậm chí đối hắc diệu kiếm cũng là một loại hao tổn. Cho nên nói, muốn luyện chế ra đạo khí, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bất quá phong vân có mang nhai không biết bao nhiêu năm tháng tích lũy xuống kinh nghiệm, lại linh hồn hắn lực lại sau mang nhai không biết mạnh bao nhiêu khủng bố kinh nghiệm, tăng thêm cường đại nội hạch, giờ phút này phong vân, tại luyện khí thượng so mang nhai còn mạnh hơn nhiều. Cho nên nói, lần này luyện khí với hắn mà nói, căn bản vốn không phí chuyện gì. Ước chừng qua một tháng sau, phong vân liền đem hắc diệu thạch mẫu thai bên trong tạp chất tận số loại bỏ, thậm chí hắc diệu kiếm bản thân bên trong tạp chất cũng đều bị hắn cùng nhau khử trừ. Không sai biệt lắm. Phong vân hai mắt bên trong thần quan trong trẻo, một giây sau, tinh thần lực của hắn khẽ động, hòa tan sau hắc diệu thạch mẫu thai tinh hoa, liền cùng hòa tan sau chiếc xuất hắc diệu kiếm dung hợp lại cùng nhau. Tại cái kia tương hợp trong nháy mắt, Phong Vân liền cảm nhận được tinh hoa bên trong truyền đến khủng bố năng lượng, hắn lập tức tăng lớn linh hồn lực chuyển vận, cưỡng ép khống chế điều khiển, không để cho năng lượng bạo tẩu, bằng không thì thất bại trong gan tất. Có cường đại linh hồn lực khống chế, tăng thêm vô song kinh nghiệm, không bao lâu, cái kia dung hợp sau tinh hoa hoàn toàn an tĩnh lại. Đồng thời tại Phong Vân khống chế dưới, dần dần hình thành hình kiếm trạng. Phong Vân một mực đối hắc diệu hình kiếm trạng không quá ưa thích, bây giờ có cơ hội, hắn dự định đem hắc diệu kiếm dựa theo chính hắn thẩm mỹ cho hơi cải tạo một chút. Ông ông ông. Theo thời gian từng giờ trôi qua, giữa không trung trung hắc diệu kiếm cũng dần dần thành hình. So sánh trước đây hắc diệu kiếm, bây giờ mới rèn đúc hắc diệu kiếm hình thái, muốn càng rộng, càng vì thon dài một chút, với lại trên thân kiếm hoa văn cũng càng vì huyền diệu phức tạp. Với lại, nếu là cẩn thận đi xem, cũng có thể phát hiện trên thân kiếm những hoa văn kia liền cùng một chỗ, là một đầu thần long tư thái. Không phải loại kia mọc ra cánh đại tích dịch, mà là kiếp trước trên địa cầu thần long tư thái. Mà thân kiếm cũng là long đầu hình thức. Xem toàn thể đi, mang theo một loại phong mang lẫm uy cảm giác. Cũng coi là kỷ niệm ta trước một thanh tử cực long thần kiếm. Phong Vân nhẹ nhàng tự nói. Hắn nhẹ nhàng lấy tay, đem chọc trong tay, bây giờ gọi ngươi hắc diệu kiếm không quá phù hợp, liền gọi ngươi hắc long kiếm a. Ngâm. Theo Phong Vân bấm tay gãy nhẹ, lập tức một đạo kiếm minh truyền ra vô hình uy áp trong nháy mắt nhộn nhạo lên lộ ra chủ điện trong nháy mắt bao phủ toàn bộ kiếm cung kiếm binh cốc những cái kia kiếm binh đều tại có chút tranh hót nhận cái này của kiếm uy ảnh hưởng động tĩnh này tự nhiên kinh động lão nhân cùng mấy vị kiếm quân bọn họ bay ra cung điện ánh mắt trong nháy mắt liền khóa chặt phong vân vị trí trong chủ điện khí cơ này là đạo khí cấp kiếm binh sinh ra không nghĩ tới cung chủ đại nhân còn hiểu luyện khí vậy mà thật đem hắc diệu kiếm tiếng dai đến đạo khí cấp đúng vậy a à với lại mới qua một tháng liền thành công, nói rõ cung chủ đại nhân tại luyện khí phương diện tạo nghệ cũng không thấp. Khí, cung chủ đại nhân thế nào cảm giác cái gì đều biết a à? Ta cũng cảm thấy như vậy. một Càng hiểu phong vân, bọn họ liền phát hiện, vị này tân nhậm cung chủ đơn giản thâm bất khả trắc, phản phất cái gì đều biết giống như, đơn giản toàn năng. Trên thực tế, bọn họ thật đúng là đoán đúng, phong vân, thật đúng là cái gì đều biết. Với lại, cho dù hắn hiện tại sẽ không, tại không lâu tương lai, hắn cũng có thể học hội, mà lại là vài phút sự tình. Chương 1008, Đạo vực bài danh chiến. Canh 3. Bên trong phòng luyện khí. Phong Vân nhìn xem trong tay hắc long kiếm, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, đây coi như là hắn ra tiểu thiên vũ trụ sau đó lần thứ nhất luyện khí, hơn nữa còn là luyện chế đạo khí, rất có kỷ niệm ý nghĩa. Đưa trong tay hắc long kiếm thu nhập vỏ kiếm phía sau, Phong Vân liền dự định đi tu hành phòng bên trong bế quan, bắt đầu xoát hình chiếu. Bất quá lúc này, hắn kiếm bài thượng bỗng nhiên truyền đến khen thanh âm nhắc nhở. Phong vân mở ra sau đó, lại là lão nhân phát cho hắn mưu kiện tin tức. Bên trong nói nhường phong vân đổ bộ giả lập đạo vực thế giới, tiến đến hư pháp đạo tôn đạo điện bên trong mở rẻ, có chuyện trọng yếu tuyên bố. Ta ngược lại quên, cái này vô tận hỗn độn chỗ sâu kỹ thuật đồng dạng rất phát đạt, cũng có thế giới giả lập. Phong vân nội tâm lẩm bẩm. Chỉ bất quá vô tận hỗn độn chỗ sâu tu giả thực lực tổng hợp rất cao, cái này giả lập kỹ thuật ứng dụng phạm vi không phải lớn như vậy, đại đa số cũng chính là mở rẻ, hoặc là tổ chức một chút tuyển bạc hoạt động lúc mới có thể sử dụng đến. Còn lại thời điểm đều là để không, còn lâu mới có được tiểu thiên vũ trụ thế giới ứng dụng rộng như vậy hiện. Chuyện trọng yếu sao? Phong Vân lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cả người ý thức liền thông qua mạng lưới giả lập tiến vào giả lập đạo vực trong thế giới. Khi hắn hồi tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện mình chính tại giữa không trung, mắt chỗ chuyển đến, tất cả đều là sương mù đằng tha tiên sơn vô tận, cung khuyết như rừng. So sánh hư pháp đạo vực, cái này thế giới giả lập muốn càng thêm lộng lẫy và mỹ hảo, giống như là tiên giới giống nhau. Phong Vân nhìn một hồi, sau đó, tâm hắn niệm lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, hắn xuất hiện tại một tòa cung điện khổng lồ trước. Chỉ thấy cung điện này vô cùng nguy nga, chủ sắc điệu có bạch sắc cùng kim sắc, lại dựa vào tử sắc, nổi bật ra một loại đại khí bàn bạc, cùng tôn quý cảm giác. Vẹn vẹn nhìn trước mắt cung điện, liền có thể cảm nhận được vô tận uy áp, có một loại đang nhìn mênh mông thâm viên cảm giác. Nơi này chính là đạo điện sao, chỉ là trong thế giới giả lập liền đã có cái này khí phách, không biết tại chân thực thế giới đạo điện, lại là loại nào phong thái. Mang loại này chờ mong, phong vân lập tức bước vào trong cung điện. Vừa vào trong đó, hắn thứ liếc mắt liền thấy ngồi ngay ngắn ở cao vị thượng cùng cuộn thân ảnh, mặc dù hình dáng tướng mạo cùng trước đó hắn thấy qua hư pháp đạo tôn hoàn toàn không giống, nhưng phong vân có thể cảm giác được, cái kia chính là hư pháp đạo tôn. Khí cơ cùng linh hồn khí tức sẽ không gạt người mà tại hai bên trái phải thì phân biệt có sáu tấm bảo tọa phía trên đều viết rõ ràng chữ lớn có hỏa thủy thổ kim đao kiếm lực chờ một chút hiển nhiên những này bảo tọa đều là vì 12 thiên cung cung chủ chuẩn bị lúc này trừ phong vân bên ngoài cái khác thiên cung cung chủ đều đã đến tại phong vân tiến đến một sát na bao quát hư pháp đạo tôn ở bên trong trong điện sở hữu ánh mắt đều rơi ở trên người hắn phong vân mặt không đổi sắc có chút hành lễ vừa mới tại tu hành cho nên đến trễ Thật có lỗi. Không sao, bọn họ cũng mới vừa mới đến mà thôi. Hư phát đạo tôn miễn cười nói. Phong Vân cũng hướng cái khác 11 cung cung chủ nhóm gật đầu ra hiệu, mà giật tại chỗ mình ngồi. Thiên cung cung chủ nhóm trong lòng cảm giác than thở, một đoạn thời gian trước Phong Vân hay là tại hư chi đảo phấn đấu hậu bối, không nghĩ tới bây giờ liền thành vì kiếm cung cung chủ, cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Cho dù bọn họ biết nguyên do, nội tâm cũng không khỏi có chút thổn thức. Phong Vân chỉ sợ là từ trước tới nay 12 cung nội địa vị lên chức nhanh nhất tu giả, trực tiếp liền thành vì một cung chi chủ, chính giữa những cái kia chức vị đều trực tiếp lướt qua. Mà tại Phong Vân ngồi lên chỗ ngồi sau. Hất lên bạch bào hư pháp đạo tôn ánh mắt nhìn hai bên trái phải, bao quát Phong Vân ở bên trong 12 thiên cung cung chủ, mở miệng nói. Lần này tìm các ngươi tới, là vì một việc, đó chính là một ngàn năm phía sau, lại là mới tìm lực bản bài danh chiến. Lời này vừa ra, trừ Phong Vân bên ngoài, cái khác 11 cung cung chủ hiển nhiên đã sớm biết được việc này, cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Tìm lực bản chi chiến sao? Phong Vân nội tâm khẽ nói, hắn mặc dù có chỗ nghe thấy, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. Liên quan tới tiềm lực bản bài danh tầm quan trọng ta liền không nhiều lời, kiếm cung cung chủ mới đến, chắc hẳn không rõ ràng, chính ngươi trở về tìm đọc liền biết, ta liền không giải thích thêm." Hư pháp đạo tôn nói ra. Phong Vân gật gật đầu, biểu thị hiểu. Hư pháp đạo tôn sau đó lại nói: Lần này ta dự định tự mình tuyển bạc, từ 12 thiên cung bên trong tuyển ra tối cường năm vị đạo quân, tiến đến tham gia tìm lực bản bài danh chiến. Năm vị đạo quân sao? Thiên cung cung chủ nhóm thần sắc hơi rét, 12 thiên cung bên trong có đạo quân hơn 10 vạn, chỉ từ bên trong tuyển ra 5 cái, nó cạnh tranh kịch liệt, có thể nghĩ. Lúc này, Đao cung cung chủ nhìn về phía Phong Vân nói, lấy kiến cung cung chủ thực lực, ta nghĩ, cái này 5 cái danh ngạch, tất có hắn một cái. Các vị cung chủ nghe vậy, cũng không có ai phản đối dù sao phong vân thực lực bọn họ thế nhưng là rõ như ban ngày liền bá lan đạo quân đều không phải là phong vân đối thủ năm cái danh ngạch không có hắn mới không bình thường mà hư pháp đạo tôn trầm ngâm chốc lát nói vì công bằng công chính tính đến lúc đó vân thiên cung chủ ngươi vẫn là tham gia một chút tuyển bạc tốt phong vân gật đầu nói vậy cứ như vậy đi tuyển bạc liền định tại 10 năm sau đó sớm ngày tuyển ra đến ta cũng tốt tự mình chỉ đạo bọn họ hư pháp đạo tôn nói ra sau đó hắn liền giải tán lần này hội nghị riêng phần mình lo gút kiếm cung chủ điện. Phong Vân Lo Gút sau khi trở về liền gọi đến lão nhân cùng bốn vị kiếm quân, đây là trước mắt kiếm cung bên trong sở hữu đạo quân cấp độ tu giả, còn có một cái thương vũ kiếm quân, bất quá đang lúc bế quan. Đại điện bên trong, Phong Vân đem tại giả lập đạo điện bên trong nghe được sự tình, đều một năm một mười cùng lão nhân cùng bốn vị kiếm quân nói. Lão nhân sau khi nghe xong, ánh mắt sáng bóng, đây là ngàn năm khó gặp cơ hội, cung chủ đại nhân, là thời điểm để cho chúng ta kiếm cung uy danh một lần nữa vang vọng. Không sai, nếu là cung chủ đại nhân ngài đi tham gia, tất nhiên có thế trổ hết tài năng, thậm chí tại tìm lực bản bài danh chiến trung đạt được thứ tự, cho đến lúc đó nhất định danh dương ba ngàn đạo vực bị vô số tu giả biết được. cái khác bốn vị kiếm quân đồng dạng thần sắc kích động. đối với phong vân thực lực, bọn họ thế nhưng là chưa hề hoài nghi tới. cái này tìm lực bản bài danh chiến đến cùng có cái gì đặc thù, thế nào cảm giác hư pháp đạo tôn coi trọng như vậy? phong vân hỏi ra trong lòng tồn trữ đã lâu vấn đề. lão nhân ngẫm lại tổ chức một chút ngôn ngữ nói tiềm lực bản bài danh chiến, kỳ thật lại gọi đạo vực bài danh chiến, tại tiềm lực trên bản đạt được thứ tự, liền đại biểu cho đạo vực tại 3.000 đạo vực trung bài danh. Mà tại 3.000 đạo vực trung bài danh càng cao, cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều tán tu gia nhập, với lại, trọng yếu nhất chính là, đạt được phân phối tài nguyên cũng sẽ nhiều rất nhiều. Chương 1009, Thương Vũ Kiếm Quân Canh 1 Tuế Nguyệt như thoi đưa, 10 năm thời gian thoáng qua mà qua. Hư pháp đạo điện Bảo tọa bên trên, hư pháp đạo tôn có chút mở to mắt, nhẹ giọng nói, 10 năm thời gian đã đến. Một giây sau, hắn âm thanh liền truyền đến 12 thiên cung cung chủ bên tai. Sở hữu đạo quân, đi thế giới giả lập sông Vân Chi Pháp Giới, kỳ hạn vì 5 ngày, tại Vân Chi Pháp Giới xông qua tần số nhiều nhất 5 cái, liền đạt được tham gia tìm lực bản bài danh chiến danh ngạch. Sông Vân Chi Pháp Giới Thiên cung cung chủ nhóm trong nháy mắt đều hiểu. Kiếm cung, chủ điện bên trong. Phong vân chính khoanh chân ngồi ở chỗ đó, hắn thần sắc hơi động, điều ra máy truyền tin, leo lên hư pháp đạo vực phía chính phủ mạng lưới, ở phía trên đưa vào vân chi pháp giới bốn chữ. Lập tức, liên tiếp tin tức bắn ra đến. Phong vân ánh mắt quét tới, lập tức trong lòng không sai. Cái gọi là vân chi pháp giới, chính là thế giới giả lập một chỗ lớn nhất khảo nghiệm địa phương, bên trong có rất nhiều giả lập tu giả, tổng cộng có một ngàn tầng. Mỗi một tầng đều có đại lượng giả lập thủ hộ giả, với lại theo tầng số gia tăng, giả lập thủ hộ giả thực lực cũng sẽ dần dần gia tăng. Trước 100 tầng giả lập thủ hộ giả, tu vi tại hạ phẩm đạo quân cấp độ, sau đó mỗi qua 100 tầng, tu vi liền sẽ tăng lên một cái đại cảnh giới. Tới tầng thứ 500, giả lập thủ hộ giả thực lực liền đạt tới khủng bố nghịch thiên cấp đạo quân cấp độ. Lại hướng lên, muốn khiêu chiến lực, liền vô cùng biến thái. Căn cứ lịch đại đến nay ghi chép tin tức, vân chi pháp giới sông đến cao nhất đạo quân, chính là bá lan đạo quân, ghi chép là 601 tầng. Phong vân nhẹ nhàng tự nói. Lấy bá lan đạo quân cái kia khủng bố chiến lực, đều dừng bước tại tầng thứ 600 điều này nói rõ, muốn song song vân chi pháp giới, cần có được chiến lực, tất nhiên muốn siêu việt đạo quân cái giai tầng này. Không biết ta có thể đi bao xa? Phong vân thì thào, trong lòng không khỏi dâng lên hiếu kỳ. Vốn có lần chọn lựa này thi đấu với hắn mà nói bất quá coi như đi cái đi ngang qua sân khấu, dù sao 12 cung bên trong đạo quân, có thể làm hắn đối thủ, ít càng thêm ít. Nếu không có vị công bằng công chính, hắn căn bản liền sẽ không tham gia. Bất quá bây giờ, cái này vân chi pháp giới gây nên phong vân hứng thú, hắn muốn đi sông sáo nhìn, chính mình có thể đi bao xa. Mà tại phong vân trong lòng hiện lên những ý niệm này thời điểm, không bao lâu, lão nhân cùng mấy vị kiếm quân đi vào chủ điện. Lần này, không chỉ là lão nhân cùng bốn vị kiếm quân, tại bên cạnh bọn họ, còn nhiều một vị kiếm quân. Đó là một vị sau lưng mọc lên hai cánh dị tộc thanh niên, gánh vác một thanh trắng noãn như hà thần kiếm, trong lúc hành tẩu, phiêu giật trung mang theo phong mang, cả hai hoàng mỹ kết hợp với nhau, làm người khác chú ý. Cái này sau lưng mọc lên hai cánh dị tộc thanh niên kiếm quân tiến vào chủ điện sau đó, ánh mắt liền rơi vào phong vân trên thân, ẩn ẩn có quan mang kỳ lạ lấp lóe. Phong vân hình như có cảm ứng, cũng quay người nhìn sang. Ông! Trong nháy mắt, cái này sau lưng mọc lên hai cánh dị tộc thanh niên kiếm quân liền cảm giác toàn thân chấn động, từ phong vân hai mắt bên trong, hắn phản phất nhìn thấy hai cái vô cùng khủng bố đại thế giới, hướng hắn nghiền ép lên đến, nhưng hắn cơ hồ không thể thở nổi. Bất quá một giây sau, hết thảy lại biến mất không còn tâm hơi vô tung, cái gì đều không cách nào nhìn thấy, phản phất ảo giác. Thật mạnh linh hồn lực thật mạnh huyễn thuật chi đạo. Dị tộc thanh niên kiếm quân con ngươi co rút nhanh, hắn đã sớm nghe nói vị này tân cung chủ không chỉ có lĩnh ngộ chung cực kiếm đạo, bản thân tại linh hồn chi đạo cùng huyễn thuật chi đạo tạo nghệ cũng cực kỳ độ cao. Hắn chỉ cho là bình thường, không nghĩ tới hôm nay thấy, chỉ là một góc của băng sơn liền để thần hồn dao động, khó mà tự kiềm chế. Nếu là chân chính động thủ, chỉ sợ còn muốn khủng bố gấp 10 lần. Khó trách có thế bại bá lan đạo quân. Cái này dị tộc thanh niên kiếm quân chính là kiếm cung thiên tài nhất thương vũ kiếm quân, tại 12 cung bên trong cũng coi như nổi danh, bị dự vì có hy vọng nhất cùng bá lan đạo quân chống lại yêu nghiệt. Thương vũ kiếm quân cũng một mực hướng phương diện này cố gắng. Nhưng mà, nhưng hắn không nghĩ tới là, vừa mới xuất quan liền nghe nói bá lan đạo quân chiến bại tin tức, mà chiến bại bá lan đạo quân, lại là kiếm cung tân nhậm cung chủ. Cho nên hắn mới ngựa không dừng vó đi tới nơi này, muốn gặp một cái vị này tân nhậm cung chủ. Hiện tại, gặp lần đầu sau đó, thương vũ kiếm quân mới biết, cái gì mới gọi yêu nghiệt trung yêu nghiệt. Nghĩ đến đây, hắn hướng phía phong vân ôm quyền cung kính thi lễ gặp qua cung chủ phong vân khẽ gật đầu chắc hẳn ngươi chính là thương vũ kiếm quân đi quả nhiên thiên phú xuất chúng để cho người ta ghé mắt phong vân vừa mới khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt liền đã hình chiếu lúc này thương vũ kiếm quân hình chiếu đã im lặng nằm tại hắn trong gương hình chiếu đối tượng thương vũ kiếm quân tuổi tác một trăm vê kỷ nguyên cảnh giới nghịch thiên cấp đạo quân rơi xuống đạo quân cấp kiếm kỹ thiên ngoại cách thế đạo quân cấp kiếm kỹ thiên băng thập nhị thức đạo quân cấp kiếm kỹ vũ hóa nhất kiếm đạo quân cấp dung hợp công pháp quang minh phong thần kiếm điển vĩnh hằng cấp quang minh thiên phú vĩnh hằng cấp phong hệ thiên phú đạo quân cấp kiếm đạo thiên phú kiếm chi ngụy đại đạo năm tầng quang minh ngụy đại đạo chín tầng phong chi ngụy đại đạo chín tầng thiên phú thần thông thần vũ chân thân phong vân quét mắt một vòng thương vũ kiếm quân hình chiếu bản luận hoa lệ xác thực muốn so kiếm trong cung cái khác kiếm quân muốn tốt nhiều cái này cũng tại phong vân trong dự liệu dù sao cũng là kiếm cung bây giờ kiệt xuất nhất thiên kiêu có được bực này hoa lệ bản đúng là bình thường cái này thương vũ kiếm quân đã là đặc thù sinh mệnh hơn nữa còn có có đạo quân cấp kiếm đạo thiên phú cũng coi là cực kỳ hiếm có thiên kiêu phong vân nội tâm tự nói sau đó hắn đè xuống những ý niệm này nhìn về phía lão nhân cùng năm vị kiếm quân các ngươi phải chăng muốn tham gia lần chọn lựa này thi đấu trong điện trừ thương vũ kiếm quân bên ngoài, còn lại đều lắc đầu. Chúng ta liền bao nhiêu cân lượng trong lòng vẫn là rất rõ ràng, liền không trộn lẫn cùng. Cái kia bốn vị kiếm quân khoát tay nói. Đến mức lão nhân, hắn đã tại kiếm cung đợi vô tận tuế nguyệt, thân phận thuộc về thế hệ trước, tự nhiên không có khả năng hạ tràng đi tham gia trận này thiên tài tuyển bạc. Tốt, vậy liền ta cùng thương vũ kiếm quân, đại biểu kiếm cung xuất chiến. Phong vân gật gật đầu, xác định cuối cùng tham tuyển nhân số. Cùng lúc đó, cái khác thiên cung cũng bắt đầu lần lượt nhận được tin tức, triệu hoán riêng phần mình đạo quân. Hỏa hành thiên cung. Hỏa cung cung chủ khoanh chân ngồi tại một cái kim hồng sắc trên bồ đoàn, ở trước mặt hắn đứng đấy bảy tên tu giả, hình dáng tướng mạo không đồng nhất, hoặc nam hoặc nữ, hoặc hài đồng, hoặc thiếu niên, thậm chí còn có dị thú. Bất quá bọn hắn mỗi một cái đều có điểm giống nhau, đó chính là quanh thân đều là hỏa diễm đằng tha, nóng bỏng vô cùng. Mười năm đã tới, vĩ đại đạo tôn đã hạ lệnh, để cho các ngươi đi sông Vân Chi Pháp giới, trong năm ngày, tần số cao nhất năm cái trúng tuyển, sẽ được cuối cùng danh ngạch chương 1010, liền mẹ nó không hợp thói thường. Canh 2. Lực Thiên Cung Phía trên cung điện, lực cung cung chủ vị liệt tại đây, hắn nhìn về phía điện hạ năm vị cao lớn thân ảnh, từng cái huyết khí ngập trời, tựa như chân long. Nên nói đều đã nói, chúc các ngươi may mắn. Cung chủ yên tâm, chúng ta tất không phụ nhờ vả. Năm vị lực cung đạo quân cùng nhau ôm quyền nói, tiếng như lôi đình, chấn động phương viên. Ân, đi thôi. Băng hành thiên cung ta từ vạn năm trước liền bắt đầu chỉ điểm các ngươi, lần này các ngươi nếu không thể cầm tới một cái danh ngạch, ta đều sẽ vì các ngươi cảm thấy không có năng lực ấy nấy. Băng cung cung chủ thanh âm lạnh như băng truyền đến, không có nửa điểm tình cảm ở bên trong. Chúng ta, tất dốc hết toàn lực. Băng cung tối cường bốn vị đạo quân trầm giọng nói ra, trong mắt tràn ngập ý chí chiến đấu, phản phất bách chiến bách thắng. Đao cung. Các ngươi lần này nếu là gặp được kiếm cung vị kia tân nhậm cung chủ, nhớ rõ nhất định tránh đi đối phương, hắn người mang chung cực đao đạo, các ngươi đối mặt hắn, không có chút nào chiến thắng hy vọng. Đao cung cung chủ nhìn xem chính mình dưới trướng tối cường sáu vị đao quân, từng cái đều đạt tới nghịch thiên cấp đỉnh phong tồn tại, đặt ở hư pháp đạo vực, đều là tuyệt đối vô địch tồn tại. Mặc dù tại 12 thiên cung, cũng có thể đứng hàng danh hiệu. Nhưng dù vậy, lại không có một cái lĩnh ngộ ra trung cực đao đạo. Chúng ta minh bạch. Sáu vị đao quân tự nhiên sớm đã nghe nói phong vân sự tình. Ai, lĩnh ngộ ra trung cực đao đạo yêu nghiệt tồn tại, lại là kiếm cung cung chủ, đây là cỡ nào châm chọc đao cung cung chủ nội tâm thật sâu than thở một nguồn khí. Dĩ vãng kiếm cung cùng đao đạo cạnh tranh với nhau có phần vì kịch liệt, lại đều là kiếm cung áp chế đao cung, nhưng từ khi đời trước kiếm cung cung chủ mất đi sau đó, kiếm cung liền mỗi ngày dưới, càng ngày càng tệ, bị đao cung triệt để áp chế. Nhưng bây giờ xuất hiện một vị tân nhậm cung chủ, mặc dù không có cải thiện kiếm cung tình huống, nhưng liền xong đối phương tìm hiểu ra toàn bộ đao cung đều không có tu giả tìm hiểu ra chung cực đao đạo đến xem, bọn họ đao cung lại một lần thua. Mặc dù không phải thua ở trên thực lực, nhưng đao cung cung chủ tình nguyện thua ở trên thực lực mà không phải giống như bây giờ đơn giản gián tiếp đang nói bọn họ đao cung không có năng lực a hồn cung hồn cung bên trong hoàn toàn yên tĩnh không quản là đệ tử vẫn là đạo quân hồn cung bên trong số lượng đều ít đáng thương với lại được xưng tụng cường linh hồn đạo quân cũng vẽn vẹn chỉ có một cái mà thôi tên vì miệng nhật hồn quân hồn cung xuất chiến chỉ một mình ta thật sự là cô độc a miệng nhật hồn quân người mặc kim xích sắc bào giáp hành tẩu tại bên trong đại điện, mỗi một bước rơi xuống, đều có trói lọi dị tượng xuất hiện, hư ảo hiện thực giao hội, không giờ khắc nào không tại ảnh hưởng xung quanh. Nghe nói cái kia kiếm cung cung chủ cũng am hiểu linh hồn chi đạo, đến lúc đó cùng hắn so tài một chút. Miệng Nhật hồn quân lẩm bẩm nói. Hồn cung mặc dù số lượng không nhiều, ít đáng thương, nhưng mỗi một cái đều cực kỳ cường đại, không thể kinh thường. Đừng thử, ngươi đánh không lại hắn. Lúc này, một đạo mênh mông thanh âm từ đại điện chỗ sâu truyền ra, chính là hồn cung cung chủ. Uy lão gia hỏa, ngươi liền đánh như vậy kích ngươi quan môn đệ tử sao? Miệng Nhật Hồn Quân bất mãn nói. Không phải đã kích ngươi, chỉ là trần thuật một sự thật, quên đi, đến lúc đó ngươi đối mặt mình liền biết, ta cũng không trông cậy vào ngươi cầm thứ nhất, cầm cái thứ hai không có vấn đề đi, bằng không thì ta đánh gãy chân ngươi. Hồn Cung Cung chủ thanh âm tiếp tục truyền đến. Hứ. Miệng Nhật Hồn Quân hứ một tiếng, cất bước đi ra đại điện, rất nhanh biến mất không còn tâm tích. Tại từng cái thiên cung tuyên bố tin tức sau đó, cũng không lâu lắm, liền có đại lượng đạo quân đổ bộ thế giới giả lập, truyền tống đến vân chi pháp giới. Giả lập đạo vực chỗ sâu. Một tòa to lớn tựa như mây mù tạo nên kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, tổng cộng có ngàn tầng, mỗi một tầng đều có thể so với một cái đại thiên vũ trụ quy mô, tổng cộng lên, thì tương đương với ngàn cái đại thiên vũ trụ thế giới. Nơi này, liền là đại danh đỉnh đỉnh vân chi pháp giới. Lúc này, vân chi pháp giới bên ngoài đã tụ tập không ít đạo quân, đều là đến từ 12 thiên cung tối cường một nhóm kia. Lẫn nhau ở giữa cũng đều nhận biết, dù sao ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, tăng thêm bình thường 12 thiên cung cũng biết tổ chức các loại hoạt động, cho nên cơ bản đều nhận biết. Bất quá giờ phút này, những này 12 thiên cung đạo quân nhóm đều không có ôn chuyện, mà là đưa ánh mắt đều nhìn về một góc một bóng người. Thân ảnh kia xem ra thoải mái thong dài, hơn người, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Cái kia chính là kiếm cung tân nhậm cung chủ. Thật sự là hắn, thế nào cảm giác cùng nghe đồn không hợp, nghe đồn không phải nói hắn mặt rộng răng nanh, ba đầu sáu tay, bắp thịt cuồn cuộn sao ta cũng kỳ quái, bất quá nhìn thương vũ kiếm quân cung kính như thế đứng ở gia hỏa kia bên cạnh, trừ vị kia tân nhậm kiếm cung cung chủ, không còn gì khác. Hừ, ta cũng phải thử một chút hắn cân lượng, có phải là thật hay không giống nghe đồn trúng cường đại như vậy? Các loại thanh âm vang lên, hoặc hiếu kỳ, hoặc ngoài ý muốn, hoặc không phục. Nói chung, cơ hồ tất cả đều vây quanh phong vân. Không có cách, ai bảo hắn nhiệt độ cao nhất. Trong lịch sử vị thứ nhất vào cung tức thành vì cung chủ tu giả, có thể xưng một bước lên trời, đi đến tu sĩ đỉnh phong, những này đạo quân nói không ghen ghét là không thể nào. Phong Vân nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận, nhất là nói hắn mặt rộng răng nanh, ba đầu sáu tay, khóe miệng điên cùng co rúng. Hình tượng này đến tột cùng là thế nào truyền đi, liền mẹ nó không hợp thói thường a. À. Chật chật, liền là cái này một vị, sư phó nói ta vô luận như thế nào đều thắng không được sao. Nơi xa, miệng nhật hồn quân miệng điêu một cây cẩu vĩ ba thảo, nhỏ giọng thầm thì nói. Mà tại một bên khác, bá lan đạo quân cũng vô thanh vô tức xuất hiện, Ánh mắt của hắn nhìn chầm chầm Phong Vân, bên trong chiến ý sôi trào. Mặc dù lần trước bại vào Phong Vân tay, nhưng hắn không có chút nào nhục chí, còn muốn tái chiến. Bất quá hắn biết, chính mình nếu vô pháp giải quyết đạo tâm vấn đề, liền một mực không phải là Phong Vân đối thủ. Ầm ầm. Lại qua một chút thời gian, đợi 12 thiên cung tuyển ra các đại đạo quân đều đến đông đủ sau đó, cái kia to lớn vô cùng vân chi pháp giới ầm ầm phát ra một tiếng trung mạnh. Có thể nhìn thấy, tầng dưới chót nhất mây mù đột nhiên xé mở từng cái lỗ hổng lộ ra bên trong tỉnh mịch tràn cảnh, mênh mông vô biên. Cùng lúc đó, một đạo uy nghiêm thanh âm truyền đến, tuyển bạc thi đấu, bắt đầu. Một giây sau, ở đây đạo quân nhóm đều cùng nhau xông vào xé mở đông đảo lỗ hổng bên trong. Phong Vân cũng ở tại nhóm, khi hắn sau khi tiến vào, liền cảm giác tràn cảnh biến đổi, một đầu nhìn không gặp cuối cùng đại lộ tại dưới chân hắn kéo dài, một mực thông hướng đỉnh mây. Mà tại hắn phụ cận, thậm chí nơi xa, cũng tương tự có một từng cái từng cái đại lộ kéo dài mà ra, những cái kia trên đường lớn, cũng đều đứng đấy từng vị đạo quân. Vân chi pháp giới chính là do từng đầu thiên lộ tạo thành, thông hướng đỉnh mây, mà tại con đường hai bên, biết thỉnh thoảng có giả lập thủ hộ giả ra tay, ngăn cản người khiêu chiến leo lên.